Dạ con xin chào cô chú, con chào cả Ừ, có được nhà. đi một ký lô máy ta. Ngày mới con xin chúc cô chú cả nhà thật nhiều sức khỏe. À, bây giờ mẹ con Một ký lô hai. đang cân cho các em Dữ quá. để mà mẹ con cho các em uống thuốc sổ lãi. Nay các em đã được tròn 1 tháng tuổi rồi cô chú ơi, các em đã đi đi được giỡn được hết rồi. À, đang tập ăn nữa nên là giờ mẹ con cho uống thuốc sổ lãi xong rồi, mấy ngày nữa Một rồi đứa là mẹ con đứa gì không? sẽ tiêm vaccine cho các em. À, mỗi bé là tiêm mũi ngừa 5 bệnh rồi xong rồi, và chú Xuân Quỳnh con sẽ đưa các em về trạm mà cô Liên Lê bảo lãnh các em đi. Rồi sáu sáu Dạ. một viên là 4 đứa, một đứa là 1 kg lô hơn, Một cái đâu mẹ cân lại coi, mình cân rồi, cân một lại đứa nữa một đi. kia là đã 5 kg. Hồi nãy mẹ cân nhanh quá cô chú con kẹp ấm ấm con kẹ nè, mập mập bú bú Ông gì này cô, trời ơi trời ơi. mập chắc hơn cái hơn cái lo nãy quá. Ê từ từ con, nó dữ lắm đó. Nó con nó là nó vô đi vô không có ra đi đó. Ký lô 2, 1 kg 2. Ô, ký lô 3 luôn rồi kìa. Ký Ký lô đâu? Ký 2. 2 xong rồi phải bỏ nè. Ký 4 luôn rồi mẹ ơi, chứ phải ký 3 nữa. Rồi. Một góc là được rồi. Tính ra cho mẹ này nó chăm con rất là khéo rồi chú, chăm rất là khéo. Mà thương con cực kỳ. Không chú thấy không? Từ từ mẹ trả lại cho. Mà trời nó cắn mẹ đâu con mày nghi để quá. mà coi coi đứa nào rồi để tôi bắt tao cho nó Không thổi mấy bắt nha. để ra ngoài chứ đó Bắt mấy trả con bắt nè. để hết ra Trả ngoài. nè. Nè trả nè. Thôi chừng nó cắn nó nha mẹ ơi. Sao đây? Mẹ bắt mẹ phải nhớ nha. Rồi nhớ cho nhớ. Rồi Ê, thêm. cái mặt anh này em dễ thương. Đẹp trai mà có luôn. Thôi để tôi trả lại cho mệt á. Rồi. Nhồi lên nó chứ, mà đặt nhồi Rồi nó chết rồi xong tôi trả lại cho nè. Còn con vàng đám của chưa? Con này. Đây đi coi coi. có mình mẹ đụng được chứ con đụng vô cắn liền Hãy đụng nó còn sủa nữa đấy. Coi coi con này là con bò sữa. bò sữa nó có 2 con. Một con Bò đây sữa là bò này sữa đầu đen. Một con kia là đầu vàng. Bây giờ nó bắt liền bò sữa ra. Cho con bò cô sữa lại này nha bốn con. mắt nè, Con nào cũng 4 mắt, con kia không có 4 mắt hả? con kia không có 4 mắt, con này 4 mắt nè. Hồi cái mặt ông nào ông lấy mặt nhăn nhó ghét mà mập mập quá cô chú, đứa nào cũng tròn quá nên là chứ cái ơi, mặt cái chứ nó ơi, cũng nhìn nó nhăn đó, cái chứ ơi. Nó dễ thương nhăn. nè, mẹ trả cho nè, mà làm cái gì ghê quá nè nè. Đi ra đó làm cái gì? Đó, ẩm chúng em á. Rồi sao? Rồi, ôi, anh kia Còn đúng rồi, 4 mắt anh này không có. Út là cuối cùng, Út dễ nhớ nhất thôi mà, Út là Út cả. là con cái là sao? Là Rồi giàu giàu cô chú ơi, cho uống thuốc sữa lãi cô chú ơi. rồi bỏ vô cho Dễ thương quá, cho mẹ hay một uống miếng này tiêu nè. nè, miếng này đó, mình đã là cho đó là còn thanh vàng đám cổ này ra đây. Sao mẹ nhớ hay vậy? Rõ Ba đứa chưa, vàng con hả? mình nó đám cổ rồi. Lấy cho xong nhé. Nhá cho xong nhá, tôi đã đẻ mà tôi không nhá cho được. Để mày đã đẻ cho nó là không nhá được. Nó là nha thứ gì á, nó là thứ gì á. Cái con vàng là trắng chặt đó là ra đầu tiên, vàng trắng cuối cùng. Dạ các em sẽ mấy ngày nữa các em sẽ được tiêm ngừa của chú để trước khi về trạm để các em để ngăn ngừa những cái căn bệnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe của các em lại còn nhỏ, một khi đã bệnh nó rất là nó phát Một triển rất là nhanh. ngày lãi Đúng rồi, các em phát triển bệnh rất là nhanh, nó sẽ rất là nguy hiểm nên còn là một trước khi em đi cuối mẹ con cùng, sẽ tiêm vaccine. có một thiếu nữ cuối cùng thôi nha cô chú, có một em thiếu nữ Nhà thôi, 6 anh em có một bé gái, một người nàng cuối công chúa cùng đó, sao mà màu độc độc nhất trong mấy anh em luôn, nó có là một màu đen mình màu đen. nhỏ là cái gì miệng còn thơm Ha. sữa. Chắc cái Trời mà ơi, đen trời ơi, cái miệng tôi nó còn chấm chữa đó bà ơi, bà có cái mùi chữa dễ phân biệt nhất luôn mẹ, màu đen ba anh em kia màu vàng, hai bò sữa.
cho các bé uống thuốc sổ lãi cả nhà. Xong thuốc sổ lãi xong rồi mấy ngày sau cứ bắt đầu tiêm ngừa 5 bệnh cho các bé, xong rồi đưa đi cho mình cứ yên tâm, chứ bây giờ các bé mới lớn lên mà đưa đi rồi các bé giờ đang tập ăn, lỡ mà mình chưa chích thuốc các bé trúng qua không khỏi nữa, không có trị kịp, tự nhiên nó nhỏ nhỏ thường thường nó ha, ăn vô nó ha, bị ỉa chảy bật bô rồi đó. Nên giờ mình đó giờ cho số lãi rồi đó, đó 2-3 ngày nữa là chích chích thuốc hết luôn, chích thuốc hết rồi bắt đầu các bé mới cho đi cái đi. Này cái mặt nó hiền quá ha, mặt nó hiền lắm, nó ra cuối chứ. Cùng nó tí tì tì thôi, nó ra nó tí tì tì thôi, cho mẹ nhìn mẹ chăm chăm nha, nó ra đó, nó cho nó cái tí tì tì thôi bà mẹ ơi. Nhìn nó nhỏ chí biết chứ ơi. Ok. Đứa nào lấy cái mặt nó cười quá. Mặt nó bảo nhăn nhó chứ. Tù tù rồi sao sao. Mặt em mày sao mặt nó buồn thiếu mà. Buồn quá hả ngon. À cười quá à. Đang ngủ không vậy? Không, nó lúc nào cũng vậy. Út teo kìa. Thôi ông, kệ. Mẹ con thiết kế giống như nhà trẻ mini vậy. Sao cho mẹ tống ra nó đi đái nên bị xin che như nhà trẻ thôi. Không có rớt xuống. Một em 1,1 kg, cái em 2,3 kg. Bé cho mẹ này nó nín hay lắm cô chú. Nó thường con nó nổi mà nó nín tiểu, nín ị hết luôn á. Thường con mà. Bác không đi là nó không đi vệ sinh là không đi. Bữa nào mắc dữ lắm mới kêu. Rồi xong. Rồi xong. 2-3 bữa cái bắt đầu ỉa hết lại rồi đi bắt đầu chích thuốc. Cho mẹ khó quá chứ không cho mẹ uống luôn ha. Ồ nó khó lắm cả nhà ơi. Mỗi lần bỏ này nó ở lần đầu tiên con chó mà nó khó. Nó khó tới vậy luôn á. Hồi xưa đứa nào mấy đứa mà mình cứu về trong vòng có mấy ngày thôi là mình đã vuốt được, mình nó mừng mình mỗi lần mình đi bán gì nó mừng, còn con này đi bán gì nó sủa. Sáng mai ngủ dậy rồi mở cửa mình nó sủa cả tháng trời rồi. Đến nay mà nó còn chưa cho nó có hơi, nó hơi nó dễ chịu chút thôi chứ nó vẫn còn sủa. Nó lườm lườm biết liếc. Ông giỡn nữa hả? Ông giỡn nữa hả? Giỡn. Nay tập đi hết rồi cô chú biết giỡn, giỡn biết đồ. Giỡn như lắm. Giỡn rất là nữa chứ. Cái nó đẹp đó, nó quẩy đuôi kìa. Nó quẩy đuôi mừng nó kìa. Ủa mấy đuôi mừng nó chị ha. Ủa nhanh giống út tiêu hồi nhỏ quá. Út tiêu hồi nhỏ là độc nhất trong mấy anh em luôn á. Quẩy đuôi sớm nhất luôn á. Trong mấy anh em bè anh em út tiêu 8 bé mà có mình út tiêu là biết quẩy đuôi sớm nhất luôn. Ừm cắn kìa, ừm cắn rứt kìa. Kìa, nó chết. Mở rứt mặt kìa kìa đó, con chó đen á. Giỡn rồi, nó giỡn kìa. Con kìa giỡn con nọ nọ, gắm ở trời nó giỡn vậy. Vui quá à. Giỡn bà cố luôn chứ mới bà lớn gì ngày nào nó cũng giỡn á. Này bỏ đồ chơi vô. Ăn xong đó. Ăn xong rồi chui vô cái thau nằm luôn. Kì gặm hết cái này tới cái kia kìa, đại ca. Là đi cứng gấp rồi ha. Không anh em bài này nó hiện ha, nó không ăn hiếp nhau mà. Cái đợt anh em mất tiêu cho nó. Trời ơi, tiêu sao nó không lộn dữ ta. Đúng rồi đó. Nói mẹ cũng nhớ anh em mất tiêu. Anh em mất tiêu dữ lắm á cô chú, cỡ tuổi này thôi là bắt đầu là nó cắn lộn rồi đó. Cái gì vậy con? Nó mắc ỉa mắc đái đó. Thôi đi vô rồi. Đi cho em ấy. Thôi đi vô cho em nó đái. Rồi chết thuốc rồi đó. Vô cho nó đái. Rồi. Nhà coi nó chơi nè nha. Nó ừm cái miếng dẻ nó rứt rồi nha. Mấy cái ăn rứt rồi nha. Đã ăn rứt các bạn ăn cho cô chú tôi nè nha. Giỡn chứ. Giỡn này cô chú ơi, nó biết giỡn rồi đó cô chú. Nó biết giỡn rồi đó cô chú ơi. Đó, cô chú, đó kìa. Biết giỡn rồi đó, em tay cắn giỡn rứt nữa nha. Anh kia trắng đít anh nọ rất kệ để chứ coi dễ thương hơn. Thằng lần sau kìa, sau đít kìa ôm rất kệ đó.
đứng đường chìa dững cái nhau ôm rứt anh này bảo quay đầu lại chết chưa, chết chưa hai anh cái tiền ra mấy anh kia bu vô rút con mẹ nó này nó cảnh giác không muốn cho nằm bốn giờ mình ẵm con nó ra này cho cả nhà nhìn cái nè cái đầu nó làm thấy ghê lắm này nha đây 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 cái này coi nó nè coi cái sắc mặt của nó này nha đó, nó đứng nó đi ra cho cô chú coi nha đó biết đâu nói mà ôm con nó là nó đứng nó đi ra đóng cái cửa lại là nó la lối sầm luôn để cái cửa nó để cửa ngồi đây không sao mình mà đóng cái cửa lại là nó trọng nó la nó làng lên luôn á đầu con nó lại á cả nhà cái đầu này lại á này để mày trả lại cho mình nói đúng không ổng cả là nó đứng lên liền à đóng cái cửa lại là nó la dữ nữa nè mình đóng cửa lại mình nó la cho cả nhà coi nha đóng cửa lại nó la cho coi cho nó này nha cái trọng nhìn ra đó đỏ 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 nó thương con dữ lắm đó, thấy mình ôm con nó đóng cửa đó trọng đóng cửa nó trọng nó la cả nhà thấy không đó, đó, đang tìm đường đang tìm đường đang tìm đường cứu con á đầu ngồi đi sủa cho coi cho ngọc địch đến nằm đây đi à, cả nhà nó ngồi nhưng mà nó nhìn con nó nhìn chăm chú con nó không để mắt lại nó hứng nữa ra con chuột đi mạnh dạn dữ lắm à đây mà mẹ ấm anh đi ê chà ấm đi trả lại đi cho con mẹ mình ấm ra nó riêng nó rỉ nó ôm sùm hết rồi mày trả lại cho trả lại rồi đó nha trả lại rồi đó ấm đầu nữa nha cô chú ơi cô chú nhìn đi nó dễ thương không cô chú bữa nay nó đứng nó chờm hết ra rồi về nó tập trung nó nhìn hết mà nhưng nó chờm hết ra luôn nè đi ở trên nó la nè nó nhẫn về nó nhẫn nè cô chú thấy không người mẹ vĩ đại sinh con chưa từng có chứ tao nó kêu nó giống nhau nó ơi nó dẫn nó chưa chứ tới chưa chưa tới